Mẹ có thể rửa bát sạch ngay cả khi chỉ tráng bát một lần. Thì cái video này mẹ Tâm sẽ chia sẻ cái cách để làm sao mẹ có thể rửa bát thật là nhanh và tiết kiệm nước, cũng như là tiết kiệm xà phòng nhất có thể mà vẫn được mang lại hiệu quả sạch sẽ giống như là mình thường theo những cái cách thông thường. Và xem video này thì chắc chắn là mẹ sẽ có thêm những cái bí kíp để mình rửa bát thật là sạch sẽ nhé. Thì hiện nay thì các mẹ của mình rất là bận rộn. Ngoài cái công việc là việc làm này còn phải chăm con nhỏ này, hoặc là các mẹ sau sinh cũng thế, rất là bận rộn với cả con nhỏ, bởi vì trước đây thì mẹ Tâm cũng đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi và mình rất là hiểu những cái hoàn cảnh của các mẹ khi mà chăm con nhỏ như thế nào. Thì cái cách để mình có thể rửa bát được nhanh và sạch nhất, đấy là bí quyết thứ nhất là trước khi rửa bát thì các mẹ hãy lau sạch những cái vết bẩn dầu mỡ ở trên cái bát đũa của mình để làm cho giảm cái bẩn cũng như là cái chất bẩn đấy nó ngấm vào cái rẻ rửa bát thì sẽ dẫn đến là sẽ tích cái vết bẩn cũng như là virus vi khuẩn ở trong cái rẻ rửa bát của mình. Bước thứ hai là mẹ cũng nên tráng qua bát trước khi rửa, bởi vì là khi mà tráng qua bát thì những cái vết mà cắn kép nó bị cứng lại thì nó sẽ mềm ra, để giúp trong quá trình rửa thì nó sẽ được nhanh hơn để loại bỏ những cái vết cắn như thế. Và bước thứ ba nữa đấy là mình có thể sử dụng các những cái sản phẩm từ thiên nhiên. Sản phẩm từ thiên nhiên mà các mẹ bây giờ dùng rất là nhiều đấy chính là enzyme bồ hòn. Mẹ có thể lên mạng để search cái cách để làm enzyme bồ hòn thì có rất nhiều cách để hướng dẫn làm enzyme bồ hòn. Và bồ hòn nó là một loại quả thiên nhiên, một cái loại quả mà rất là thông dụng với cả ông bà cũng như là cha mẹ của chúng ta trước đây, vì bây giờ cái cuộc sống công nghiệp thì ta không còn nhìn thấy quả bồ hòn nữa cũng như là ít sử dụng, nhưng mà gần đây thì các mẹ đã quay trở lại với bồ hòn rồi các mẹ. Và khi mà sử dụng cái bồ hòn ý thì nó sẽ là không có hóa chất, và khi mà không có hóa chất thì mình rửa mình chỉ cần tráng một lần thôi là bát đũa của mình đã sạch, nó rít chứ nó không bị nhờn giống như là mình sử dụng các cái nước rửa bát hóa học. Nó có cái chất hoạt động bề mặt cũng như là chất tạo bọt thì nó sẽ khiến cho cái bề mặt của mình sờ vào nó cảm giác là nó chưa sạch và mình phải rửa lại rất nhiều lần. Chính vì thế mà khi mà mình sử dụng các cái loại sản phẩm từ thiên nhiên, mình ngoài cái việc là mình tiết kiệm nước do không phải sử dụng nước để tráng bát quá nhiều, mình còn an toàn với cả da tay nữa, bởi vì là nó không có chất hoạt động bề mặt mà nó là những cái chất từ thiên nhiên nên là nó không gây hại da tay giống như là những cái sản phẩm hóa học. Ngoài ra thì mẹ cũng có thể tham khảo thêm những cái cách khác để mình có thể rửa sạch bát bằng nước ấm, nước nóng. Mình có thể cho bát đũa vào trong đun nóng để rửa bát để nó cho bay hết cái dầu mỡ thì nó cũng có thể sạch được, hoặc là có thể sử dụng chanh vắt vào với cùng với cả muối, hòa cái nước chanh với muối để rửa bát thì nó cũng là một cách rất là an toàn cũng như là hiệu quả trong việc sát khuẩn cũng như là loại bỏ các cái vết dầu mỡ. Thì trên đây chính là năm cái mẹo nhỏ mà mẹ Tâm muốn chia sẻ với cả các mẹ về cái cách mình rửa bát làm sao để cho sạch, nhanh và hiệu quả cũng như là tiết kiệm, thân thiện với môi trường cũng như là thân thiện với cả da tay của mình nhá. Và hy vọng rằng những cái mẹo ngắn như thế này có thể giúp ích được các mẹ rất là nhiều trong cái cuộc sống bận rộn như bây giờ. Và nếu mà thấy cái video này hữu ích thì đừng ngại mà chia sẻ video này với cả các mẹ khác nhé, bởi vì có rất nhiều các mẹ khác cũng chưa biết đến cái bí kíp này đâu, thì hy vọng rằng là các mẹ có thể lan tỏa nhiều hơn nữa những cái thông tin hữu ích cho các mẹ là các bạn bè của mình cũng như là người thân yêu trong gia đình của mình. Và đừng quên đăng ký kênh của mẹ Tâm để theo dõi thêm nhiều những thông tin bổ ích khác về những mẹo vặt trong gia đình này, về chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, cho các con thân yêu của chúng ta nhé. Và cảm ơn các mẹ đã theo dõi. Mẹ Tâm xin được chào và hẹn gặp lại các mẹ vào 20 giờ tối ngày mai. Xin chào.